Yên chưa? Chạy bớt cái vấn đề này thì sáng không sao đâu. Khách sĩ chấm bài điểm danh nhá. Mọi người ơi, chấm bài điểm danh ạ. Khách sĩ chấm bài điểm danh nhá cả nhà. Chưa, mọi người đang xem. Khách sĩ chấm bài điểm danh ạ. Mọi người đưa hết vào hẹn 2 giờ mà. Mọi người ơi, chấm bài điểm danh đi ạ. Đây chị Bảo Ngọc. Mở hàng nhá. Ok chị Bảo Ngọc. Xin chào. Xin chào Ngọc Anh này, xin chào Khuyên Nguyễn này. Ok. Nhận được cái nào nhật mai về tiếp mọi người nhá. Nhận được cái nào mai nhật tiếp ạ, mai về tiếp ạ. Nóng quá. Có 3 người rồi ạ. Còn thêm ai nữa không? Ngọc Anh đâu lắm đâu không nhặt. Ok, nhặt luôn nhá, nhặt luôn mọi người nhá, nhặt luôn bao nhiêu nhặt, mai nhặt tiếp ạ. Kiếm gì là đẹp nhất chị đều vào like và kiếm đẹp nhất cho chị. Này nhá. Kinh. Đại gia nhận mình hả? 11 nè. Ai lấy mẫu này comment 11 cho em nhé. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. 11 nhá cả nhà. Váy ren trắng nha mọi người. Váy ren trắng này. Có 2 lớp nhá. Ai lấy mẫu này comment 11 nha. Tay cũng bằng gen ạ. Tay bằng gen, khối 2 lớp. Ai lấy mẫu này comment 11 nè. Nuôi ra em cho anh mỏi nhỏ cái màn hình này. Ai lấy mẫu này comment 11 nha. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. 11 Bảo Ngọc. Ok chị Bảo Ngọc nha. Mọi người ơi, váy phong ạ. Váy phong trắng có cổ bẻ nha. Ai lấy mẫu này comment 33 ạ. Ok chị Bảo Ngọc. Ok nha. Thank you. Thank you very much nha. Đây có hở lưng nha mọi người. Có cắt ao ở lưng ạ. Hình con bướm ạ. Bảo Ngọc 33. Ok Bảo Ngọc cho túi chị mất. Còn em cho Ngọc Anh nữa. Còn không đem chị lấy 33 đen nữa. Có đen không? Có đen. Chị cứ ghi thôi. Ok
bảo Ngọc. Tiếp đi. Mới thấy một cái trắng thôi nhá, mua một cái trắng thôi. Mẫu này comment 5 năm trước đây mà. Body nhá, ai lấy mẫu này comment 5 năm này. Body nhá. Khoét tay ạ, à, màu trắng viền đen nha. Mọi người có khóa ở sau lưng này. Váy đỏ sau lưng, váy đỏ sau lưng 65k ở đây. Sau lưng xỉ 65k nhá. Đọc mã em ơi, đọc mã. 5 năm ạ, à, ai lấy mẫu này comment 5 năm ạ. À. 5 năm bảo Ngọc. Chỉ có một chiếc thôi ạ. Sau kia là vải gì đấy. Và đây vải gì mà xốp xốp ấy. Xốp xốp nhá. Vải đẹp mà, 5 năm mà anh. Vô lại cho chị bằng học xem 5 rồi. Đây ạ, à, đẹp mà chị. Đẹp body nhá, cực đẹp luôn. Đẹp 5 mà. Năm. Body cực đẹp luôn nhá. Chị bảo Ngọc lấy lại comment lại cho em nhá. Comment lại cho em. Cố gắng nói nhiều chút nhá, chị đang đau miệng. Vải đẹp ạ. À. Chị Bảo Ngọc lấy không? Hàng Tula lấy hàng nhà mình rồi mà. Lấy hàng rồi biết mà. 5 năm nè. 5 năm ạ. À không có, đây là hàng thiết kế. Đây là hàng thiết kế nha. Hàng thiết kế rất cực đẹp. Đây ạ. À, có mác bên trong nha mọi người. Mác bên trong nhá. Xưởng ạ, à, hàng Quảng Châu nhá. Bảo Ngọc lấy mẫu này ghi ok cho em nhá. Bảo Ngọc lấy mẫu này ghi ok nhá. Bảo Ngọc lấy mẫu này ghi ok cho em nhá. Không phải hàng xưởng đâu, hàng thiết kế, à hàng Quảng Châu nhá. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Váy xòe ạ, váy xòe hoa nha mọi người. Ba lỗ ạ. Dạ ba lỗ ạ, váy xòe khoét nách ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Hơi bé nhưng mà đẹp mà. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 nha mọi người. Họa tiết hoa rất là nhẹ nhàng ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 nha mọi người. Xòe. Ai lấy mẫu này comment 77. Hoa cực nhẹ nhàng luôn. Hoa cực nhẹ nhàng luôn nha. Hoa nhẹ nhàng. Mọi người ơi, set ạ. À. Áo set phông nha. Áo phông cổ tim với quần sóc màu đen, ai lấy mẫu này comment 99 ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 99 nha mọi người. Set quần này. Quần sóc đen. Bảo Ngọc set gì? Ok Bảo Ngọc. Hay mình đâu hết rồi, ngủ chưa dậy hả? Ok chị Bảo Ngọc nha. Set tiếp ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 22 giúp em ạ. À. À áo, áo khoét nách sơ mi với quần sóc da đen ạ. À. Quần sóc hai lớp. Sóc lưới nhá, mọi người sóc lưới nhá, cực lạ mắt luôn. Đạp và ra ai lấy mẫu này comment 22 ạ. À. Áo này. Tự áo cho con. Áo ạ, à, áo sơ mi ạ. À. Áo sơ mi cực chất luôn mọi người nhá, cực chất luôn. Ai lấy mẫu này comment set nào ạ? À? Đây, mẫu này là 22 ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 22? Bạn Khuyên Nguyễn lấy set này hả? 22. Còn cái này không em? Ok.
giấy xòe họa chị Bảo Ngọc được nhá, theo chị Bảo Ngọc được nhá. Ai lấy mẫu này comment 44 ạ. Ok. Ai lấy mẫu này comment 44 nha mọi người. Xét ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 44 nhá. Gồm áo crop top màu cam với chân váy xòe họa tiết. Ai lấy mẫu này comment 44 ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 44 nha cả nhà. Comment 44 ạ. À. 44. Khuyên Nguyễn 44. Ok. Váy công sở đây ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 66 ạ. À. Vâng, chị Khuyên Nguyễn được rồi ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 66 nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 66 nha. Chắc dày dặn, cực đẹp luôn ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 66 ạ. À. Khuyên nách ạ. À. Chắc đẹp ạ. À. Kiểu họa tiết là hoa này. Ai lấy mẫu này comment 66 giúp em ạ. Đằng sau lưng là trắng ạ. Trước là họa tiết. Ai lấy mẫu này comment 66 ạ. 66 giúp em ạ. Vậy à, trời ơi, mấy cái bà kia hẹn hò. Mọi người ơi, váy ba lỗ hoa. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. Chất đẹp nha mọi người. Váy hai lớp, bên trong là một lớp vải trơn ạ. Ngủ chưa vậy à. Ai lấy comment 88 ạ. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. Ai lấy mẫu này comment 88 nhá, xòe mọi người nhá. Xòe nhá mọi người. Xòe nhá, cực xinh luôn. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. Mặc cực mát luôn ạ. 88 nha cả nhà. Chị cá nhỏ nhận váy không? Mọi người ơi, gen cực xinh ạ. À. Sáng em về cho một like hả bà? Ai... Oh, like được bao nhiêu like, mai em like tiếp hàng về tiếp mà. Ai lấy mẫu này comment 11 giúp em ạ. 11 ạ. Thôi chịu khó tí, mai hàng về tiếp cả áo đất váy cơ. Gen 2 lớp ạ. Gen 2 lớp nha mọi người. Tay phồng ạ. Có bộ nơ ở tay đây ạ. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. 11 ạ. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. Cực đẹp luôn ạ. Bục nơ ở tay mọi người nhá. Bục nơ ở tay có hai lớp. Không lo hở nha. Có hai lớp này. Không lo mỏng, không lo hở nhá. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. 11 ạ. 11 nhá cả nhà. 11. Có bà đã ngủ dậy, có hai bà nhặt mà. 10 chiếc bạn ơi, Nga Huỳnh ơi, 10 chiếc được xỉ bạn nha. 10 chiếc mà được xỉ. Ai lấy mẫu này comment 33. Đây mẫu này là dáng to nhá. Ai lấy mẫu này comment 33 cho mình. Tay lỡ nha mọi người. Tay lỡ ạ. Ờ, chất ở phần thân trên là thun ạ. Phần ở dưới là chân váy xòe nha mọi người. Chân váy lưới xòe. Ai lấy comment đó. 33 33 nha cả nhà. Ai lấy mẫu này comment 33 33 nha cả nhà. 33. Gồm chân váy đính đá. Chân váy đen đính đá. Với áo baby doll. Với áo kiểu nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Ai lấy mẫu này comment 55 nha. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Đây là áo kiểu ạ. Chân váy đính đá. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. 55 Bảo Ngọc. Comment theo số cho mình nha, Khuyên Nguyễn nha. Váy thiết kế đây ạ. Thiết kế Quảng Châu ạ, có tem mác đầy đủ nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Mua lẻ là 89.000 ạ, chia sẻ 3 nhóm còn 80.000 chị Nga Huỳnh nha. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Mua lẻ là 89.000. Comment 77 cho 3 nhóm còn 80.000 ạ. Màu tím than nha mọi người, màu tím than ạ.
Đây sau lưng đây ạ. Còn đây là đằng trước ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Cái này là ở đằng sau ạ. Cái này mặc cứng man luôn. Chất đẹp ạ. Chất hàn ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Mọi người, ai lấy mẫu này comment 99 này. Chân váy xòe họa tiết hình công chúa nha mọi người. Cộng thêm chiếc áo kiểu màu trắng, áo kiểu ren lưới ạ. Mặc kèm cũng được mà, về nhà họ đầy áo không, cứ gì là có sắc áo đâu. Ai lấy mẫu này comment set này, Khôi Nguyễn ạ. Quyền Nguyễn được nha mọi người. Ok, Khuyên Nguyễn. Mấy cái bà kia đi đâu rồi nhé? Không có làm gì. Xét tiếp các bạn. Ai lấy mẫu này comment 22 nha mọi người. 22 ạ, chân váy màu xanh dương này. Với áo phông trắng họa tiết ạ. Họa tiết hình mặt người nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Bảo Ngọc 22. Ok, chị Bảo Ngọc. Váy 2 dây ạ. Ai lấy mẫu này comment 44 ạ. 2 dây màu hồng. Dây cá nhỉ. Dây cá. Ai lấy comment 44 ạ. Ai lấy comment 44 giúp em ạ. Mặc này mặc đi ngủ cực mát luôn ạ. Ai lấy mẫu này comment 44 ạ. 44 giúp em ạ. Ai lấy mẫu này comment 44 nha mọi người. 44 ạ. Mọi người. Áo phông họa tiết ạ. Thổ cẩm nha mọi người, áo phông này. Chân váy cúc ạ, chân váy cúc đây ạ. Chân váy dạ cúc ạ. Đây ạ, Quyên Nguyễn được nha mọi người. Mọi người ơi, đầm dạ tiệc ạ. Ai lấy mẫu này comment ạ. Quyên nghe comment cho mình số ạ. Theo số nhá. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Em này không có số à? Tôi xong rồi. Tiến. Rồi, tiến tôi là cái này nhá. Đấy chị nhá, không có số. Mọi người comment là xét. Bảo Ngọc đang bảo là sao không comment số. Không hiểu không? Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Bứt lại tí tơ lại sau nhá. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Đây là váy kiểu đi dạ tiệc ạ. Comment 55 ạ. Đấy chị nhá. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Váy dự tiệc cho cả nhà. Ai lấy mẫu này comment 55 nhá. Váy đi tiệc này. Cực xinh luôn. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Kiểu 2 giây ạ. Cái này 2 giây cúc được ạ. Phù dâu mặc ok luôn nhá. Lanh tanh là cái gì? Lanh tanh là cái gì? Lanh tanh là cái gì ạ bà? Váy. À, ai lấy mẫu này comment 77 giúp em ạ. 77 ạ. Phần màu đen này là in chữ này là kiểu kiểu chất là thun ạ. Còn ở dưới là chất jean nha mọi người.
ai lấy mẫu này comment 55 à 77 ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Bảo Ngọc 77 ạ. Ok chị Bảo Ngọc nha. Váy cực xinh luôn, ai lấy mẫu này comment 99 ạ. Ai lấy mẫu này comment 99 ạ. 99 nha mọi người. Chỗ này là nó bị nhăn tí thôi ạ. Thực ra là nó ở dưới này ạ. Chị ấy xuống anh bén xuống. Ai lấy mẫu này comment 99 ạ. Cực xinh luôn nha, 99 giả xét đấy mọi người ạ, giả xét đấy. 99 chất cực man luôn ạ. Ai lấy comment 99 này, giả xét nha. Mọi người ơi, xét tiếp nha mọi người. Xét tiếp ạ, đây là áo kiểu ạ. Áo kiểu bạc, ánh bạc. Nó có nhiều đấy. 99 ạ. 55 là cái nào? Phải là cái này không? Vâng, 55 là cái. Chị vứt lại này. Bạn ơi, đừng comment xét đọc theo số. Đừng comment xét, Quyên Nguyên ơi. Đừng comment xét nha. Mẫu này là ai lấy thì comment 22 ạ. Kiểu áo kiểu ánh kim ạ. Màu đồng ạ. Với quần sóc màu đỏ ạ. Ai lấy mẫu này comment. Không thử quá. Cái này. Lẫn xét hả? Vâng. À quần. Giống nhau mà nhưng có quần cái ấy khác là khác không? Thế thì cái này không lấy áo đâu ra đấy. Bạn ơi xét này bị lột. Đợi một tí nhá. Xét này bị lột mọi người, chờ một tí. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Ồ 22 rồi. Không. Ai lấy mẫu này comment 44 nha mọi người. Áo chất áo kiểu màu trắng với chân váy hồng ạ. À với quần sóc hồng. Ai lấy mẫu này thì comment 44 ạ. Bảo Ngọc được nha. Mọi người ơi xét tiếp ạ. Xét tiếp nha cả nhà. Ai lấy mẫu này thì comment 77 giúp em ạ. 77 nha mọi người. Áo kiểu màu hồng với chân váy á, theo ạ, màu xanh nha. Màu xanh da trời nhạt đi ạ. 77 mọi người nha, 77. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ, cực xinh luôn ạ. Cầm áo đi em. Ai lấy mẫu này comment 77 nha. Quyên được. Còn ai đấy không ạ? Vẫn còn ai đấy nữa không? Hà An. Rồi ạ, Quyên Nguyễn Hà An được nha. Mọi người ơi, xét trắng ạ. Xét trắng nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 99 giúp em này. Đây là áo nửa trên thôi ạ. Với chân váy trắng ạ. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. 88 nha mọi người. Mặc kiểu mặc cực xinh luôn ạ. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. 88 ạ. 88 nha mọi người. 88 Quyên Nguyên mọi người. À đâu? Phải 99 đấy kìa. Đang 88 mà sao để lên 99 rồi. 88 chị sửa rồi. Ok. Mọi người ơi, váy dài ren trắng cực xinh luôn ạ. Ai lấy mẫu này comment 11 giúp em ạ. Ai lấy mẫu này comment 11 nhá. Váy ren cực xinh luôn, tay dài nhá, trông rất nhẹ nhàng nữ tính ạ. Mặc đi prom này, đi tiệc hay
hay là đi chơi đều đẹp ạ? À? Đi sinh nhật đám cưới số đều mấy, được ạ? Số mấy em? 11 ạ. 11 nhá cả nhà. Ai lên mẫu này comment 11 ạ. Cực xinh luôn, 11. 11 nhá mọi người, 11 ạ. Không có đen. Anh chưa thấy đen đâu, mình thấy có trắng nha, trắng đẹp mà. Trắng đẹp mà, không thích à? Lấy tâm ra đúng không? Đúng đây áo đúng tung đúng không? Cái này vừa thấy có một cái. Thì nhìn xem có ai lấy cái áo em để tìm cái áo. Là sao? Đây là chân cái vừa nãy em vô một cái này. Mà thì có à? Sao tôi dựa áo lại khôi chân nói là sao? Không, dơ vừa một bộ như này. Chị chờ chị tìm xem ai lấy để xem cái áo không? Ờ, cái không có. Đủ xét để cho vào rồi. Không, vừa dơ đã cho có người lấy rồi đấy. Là sao chị không hiểu? Là vừa dơ một bộ như này rồi. Bây giờ bị thất lạc cái áo của bộ này là thứ hai nhá. Cái bộ này thì bị quần như thế nào chứ thấy nhau đâu. Cái chân nào? Chân nào? Dạ đem tìm nào. Ra tìm đâu. Này á? Này thì phải đâu, chưa hề có. Em thấy nhà người không hề có luôn. Chân này gì lạ á? Gì có đâu. Đúng không? Gì có, em biết ai. Không có, cho đi. Không phải để lẫn lộn. Mà về lẫn lộn như vậy rồi, ghép xét chị ơi. Tự ghép xét mà. Đấy rồi, thế cái chân. Mẹ thiếu một cái áo đúng không? Thay như nào? Thay ngon rồi. Thế thiếu cái áo này. Không phải để lẫn lộn đâu mà, ở bên kia về lẫn lộn rồi, tự ghép xét mà. Chứ phải để lẫn lộn đâu. Này của ai đấy, còn lấy của ai ra đấy? Đây, đây. Bảo Ngọc ạ. Ở đây tí tìm áo xem. Mọi người ơi, xét tiếp ạ. Chân váy màu xanh ạ, chân váy tennis, chân váy xòe màu xanh nha mọi người. Với áo kiểu đây ạ. Áo kiểu hình cô gái ạ. Tí nữa, sao mấy mụ kia đi ngủ chưa dậy? Chắc một tầm 2 rưỡi là vào ấy. Em hẹn là 2 giờ nhưng mà hay cao su là các mụ ấy đi ngủ chưa dậy đâu. Ai lấy mẫu này comment 33 ạ. Mẫu này comment 33 nha mọi người. Comment 33. Áo kiểu với chân váy xanh xòe ạ. Ai lấy mẫu này comment 33. Ờ à, bà Kim Oanh. Ok Kim Oanh nha. Mọi người ơi, váy cúc ngực ạ. Váy cúc ngực màu hồng ạ, mặc đi tiệc ạ. Đọc số thôi. Đọc số nha. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Comment 55 ạ. Ai lấy mẫu này comment 55, váy cúc ngực màu hồng phấn ạ. À, chị ơi, chị comment 55 giúp em ạ. Comment số cho mình nhá. 55 cho mày em ơi. Ok Kim Oanh nha. Còn này có màu khác không? Không, có hai quần đi. Hai quần trắng. Quần trắng thì màu cái gì? Như của mấy bà đi đầu á. Đây, đó là của ai trắng. Không, chắc không phải nó đâu. Thôi để đi nhắc xét xong. Trời ơi, chắc nó lộn hết cả lên mọi người ạ. 55 rồi, đúng không? Cái này là váy gì? Váy. Có phải răng không? Nhanh nha, làm gì chốt nhanh chị nha. Mọi người ơi, ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Kiểu váy trễ vai ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 giúp em ạ.
kiểu màu trắng ạ, váy chế vai màu trắng ạ. Anh lấy mẫu này comment 77 ạ. Ôi dồi, bà Đường Yên kia. Mọi người màu đen ạ. Váy xòe màu đen này mọi người, ai lấy mẫu này comment 1 được ạ. Bà Đường Yên kia, đi đâu rồi? Tắt đèn là chị. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. Ai lấy mẫu này comment 11 Đường Yên ạ. Mời bạn mình xem độ cho bạn Đường Yên lấy. Chị Đường Yên. Ok chị Đường Yên. Ai lấy mẫu này comment 33. Comment 33 giúp em ạ. Ai lấy mẫu này comment 33. Chất gì? Chả thấy gì. Chả thấy gì là sao? Kim Anh lấy 33 chị ạ. Đừng yên. Đợi chị đúng. Kim Anh được 33 được. Vâng, ok chị. Rồi, Kim Anh chị nhá. Chị Kim Anh được trước rồi ạ. Kim Anh ạ. Chân à, váy ba lỗ xòe ạ. Váy xòe nhá mọi người, ai lấy comment 55 ạ. Comment 55 ạ. Váy xòe ạ. Xòe rất là to ở dưới ạ. Ai lấy comment 55 ạ. Ai lấy comment 55 nha mọi người. 55 ạ. Ai lấy comment 55 ạ. Đường Yên em ơi, cho tướng chị phát. Mọi người ơi, hôm nay về một lô nhá. Mọi người nhặt tạm, xong sau đó mà nhặt tiếp nhá. Vai về tiếp một lô nữa. Hôm vừa rồi bị tắc nghẽn đường. Tắc biên là về đến lúc 2 lô luôn mọi người nhá. Nói chất đi thôi, nói chất đi. Mọi người ơi, váy trắng ren ạ. Ừ. Hơi chói ạ, hơi chói một chút ạ. Thôi lúc nãy tôi. Váy trắng ren ạ, ai lấy comment 77 ạ. Rồi mọi người, được rồi nhá. 77 nhá mọi người. Ủa vẫn chói này chị. Chân váy váy trắng ren ạ, ai lấy comment 77 ạ. 77 ạ, váy trắng ren đây ạ. Chị Kim Anh lấy rồi ạ. Chị Kim Anh được nha mọi người. Kim Anh được. Mọi người ơi, váy trắng ren dài tay đây ạ. Ai lấy comment 99 ạ. Em thấy bà Ngọc comment gì đâu, bà Ngọc. Có thấy có hiện cái gì đâu mà em mà comment chưa. Thấy có Mỹ Thảo nhá. Ai lấy comment 99 ạ. 99 Nguyễn Kim Anh. Kim Anh được ạ. Có thấy Mỹ Thảo nhá. Không, chị Đồng Yên thấy Kim Anh trước nha. Trương Thanh Hương. Trương Thanh Hương là khách sĩ khách lẻ. Bảo Ngọc lấy phay khác nhỉ, comment đi. Không kì, nhìn thấy Kim Anh trước mà chị Đồng Yên. Mọi người ơi, set ạ. Set gồm áo kiểu trắng. Bảo số mà. Ai lấy comment 22 ạ. Vải chất cực mát luôn nhá. Vải là vải cốt tông hết luôn. Cực mát mọi người ạ, mát lắm. Có hai màu chân váy, là có hai loại, là một loại là chân váy hồng, một loại là có quần sóc hồng, một loại là quần sóc vàng nha mọi người. Có hai bộ ạ, hai set ạ. Nguyễn Kim Anh có hồng với vàng, chị lấy cái nào ạ? Có nhìn là hồng và vàng, anh vô lên đâu. Cái này là áo đây. Áo đây. Còn một cái màu vàng, ai lấy comment vàng cho mình nhá. Còn một Hạ An, chị ơi, chị Hạ An ơi, còn một cái vàng thôi còn ạ. Còn một cái vàng ai lấy? Mai còn nữa nhá. Hạ An vào. Ok chị Hạ An. Nhưng mà thấy bị ẩn comment, em không đọc được. Hạ An.
44 à, ai lấy mẫu này comment 44 giúp em ạ. Comment 44 nha mọi người. Chị bảo là em mặc cái áo áo trắng chói quá, không nhìn thấy. Ai lấy mẫu này comment 44 ạ, nhưng bằng cái này nổi. Tức là sau mặc lai thì mặc áo màu nhá, nó không bị lẫn với cái váy trắng. Ai lấy mẫu này comment 44 ạ. Thôi lại các bà. Ai lấy mẫu này comment 44 giúp em ạ. 44 nha mọi người. Kim Anh ạ. 44 Kim Anh. Để mai em bảo nhân viên mặc áo khác nha. Còn nu thì chịu luôn. Chị ơi, em mặc nu đi. Kim Anh được này. Ai lấy mẫu này comment 66 ạ. Mọi người mai về một lô nữa nha. Mọi người nhà thoải mái luôn nha. Nhà thoải mái rồi mai chốt ạ. Ai lấy mẫu này comment 66 giúp em ạ. Mai về một lô nữa. Tay lỡ ạ. Chắc ở trên là thun ạ. Ở dưới là chân váy lưới xòe ạ. Chị Kim Anh được ạ. Kim Anh được. Ôi mọi người ơi, cực xinh luôn ạ. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. Ở màu đen ba lỗ ạ. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. Ở trên là trơn ạ. Ở dưới là hai lớp ạ. Một lớp ở bên trong là ngắn hơn, còn lớp lưới ở bên ngoài là dài hơn đây ạ. Đây ạ. 88 Kim Anh em ơi, Kim Anh. Không phải lép mà thèm gái thôi. Váy 2 dây màu xanh gì đây ta? Không được chị ơi. Màu xanh gần ngọc nhưng mà nó nhạt hơn ạ. Ai lấy comment 11 ạ. Chị bảo em mặc cái áo khác mặc đi. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. Thôi không chói lắm đâu, mặc này tạm này mai thay xong nhá. Mai mặc váy khác sau. Mặc áo khác sau, Kim Anh được. Váy trễ vai nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 33 giúp em ạ. Trễ vai ạ. Ai lấy mẫu này comment 33. Ai lấy mẫu này comment 33. Tay dài ạ, kiểu trễ vai ạ. Trên màu trắng ở dưới màu đen ạ. Ai lấy mẫu này comment 33. 33 nha mọi người. Bỏ ông ơi chia sẻ, ông chia sẻ ông ơi. Đừng yên ạ. Ok chị Đừng Yên, đi bày tỏ cảm xúc vào đây. Ok chị Đừng Yên nha. Nhanh nha. Mọi người ơi, váy phông ạ, ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Váy phông ạ. Ai lấy mẫu này comment 55 nha cả nhà. Váy phông nha mọi người, ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Váy phông cực xinh luôn, ai lấy mẫu này comment 55 cho em nhá. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Màu đen ạ. Chị Bảo Ngọc ạ. Tem mắc đầy đủ nhá, tem mắc đầy đủ luôn. Mọi người ơi, có màu trắng với màu xám nữa, ai lấy thì trắng xám, xám đen, bảo ngọc xám đen em ơi. Còn màu trắng ai lấy không ạ? À? Ai lấy comment trắng ạ? Còn trắng ai lấy trắng không? Ôi trời thật. Còn trắng ai lấy trắng không? Còn trắng ai lấy trắng không ạ? À? Còn trắng ai lấy trắng nha. Trắng Bảo Ngọc, ok chị Bảo Ngọc. Nhanh nha, rất nhanh chị nha. Ai đi ạ? Mọi người ơi, váy đây ạ, à? Ai lấy comment 77 ạ? À? Ai lấy comment 77 nha mọi người. Đây là đằng sau ạ, đằng sau có kiểu xẻ ở eo đây ạ. Kiểu quyến rũ ạ. Ai lấy comment 77 ạ. Ai lấy, comment 77 nhá. Cái này màu xanh dương đậm ạ. Ok, em nhớ rồi, 77 nhá. Ai lấy mẫu này comment 77 nha mọi người. 77 ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Đen đen dưới chân. Nếu đen dưới chân thì phải đen đen, đây là không ạ. Ai lấy mẫu này comment 77. Váy xòe cực xinh cổ bẻ ạ. Cổ bẻ màu đen ở trên là họa tiết hoa. Ở dưới là chân váy xòe. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. 22 nha, rất nhanh luôn này, 22. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. 22 nha cả nhà. 22 trên là kem dưới là xòe nhá. 22, cực đẹp luôn. Có album ảnh đó. Đây Bảo là đằng Ngọc. Sau ạ. Bảo Ngọc.
người. Ai lấy mẫu này comment 44 ạ? Đây là áo kiểu màu họa tiết ạ. Áo kiểu và chân váy nha. Chị cầm thêm. Áo kiểu và chân váy ai lấy comment 44 nha. Ai lấy comment 44 ạ? Đây ạ. Áo kiểu và chân váy ai lấy comment 44 này. Kim Anh ạ. Kim Anh. Mọi người ơi, 66 ai lấy mẫu này comment 66 ạ. Kẻ caro tay dài với ở phần váy là kiểu màu đỏ mật ạ. Ai lấy comment 66 ạ? Ai lấy mẫu này comment 66 giúp em ạ. 66 ạ. Ai lấy 66 nha cả nhà. 66 nha mọi người. Đây là bụng eo ở đây nhá, 66 nhá. Bụng nơ ở đây này. Rất xinh luôn, 66. Hạ An. Ok Hạ An. Mọi người ơi, set ạ. Set áo, set áo và quần và chân váy, set áo và chân váy mọi người nhá. Ai lấy comment 88 giúp em ạ. Ai lấy mẫu này comment 88. Nâng cao tí nữa. Ai lấy mẫu này comment 88 nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 88 nhá. Áo cổ tim 88 với chân váy đen ạ. Ai lấy mẫu này comment 88 ạ. Kim Oanh. Mọi người ơi, váy ren đen đây ạ. Ai lấy mẫu này comment 99 giúp em ạ. Ai lấy mẫu này comment 99 ạ. 99 ạ. Váy ren đen ạ. Hai kia không lo nhặt đi. Vi Thảo. 99. Không phải. Kim Oanh. 99. Kim Oanh được ạ. Vi Thảo ơi, em bị mạng lag rồi, sao đi vào lại đi Vi Thảo nhá. Vi Thảo bị mạng chậm rồi, sao đi vào lại đi em nhá. Mọi người ơi, ai lấy mẫu này comment 11 giúp em ạ. Xòe ở dưới mọi người nhá, xòe ở dưới chân nhá. Ai lấy mẫu này comment 11 nhá. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. Kiểu khuyết nách ạ. Chân váy thì gồm hai lớp, một lớp bên trong ngắn hơn và một lớp bên ngoài dài hơn đến đây ạ. Má ơi, chậm hơn thì biết làm sao được. Ai lấy mẫu này comment 11 giúp em ạ. 11 ạ. Thôi nhặt được bao nhiêu nhặt mai còn nhặt nữa mà. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. Mai ơi, còn 1 lô nữa nha, hai lô khác nhau luôn. Vi Thảo sao đi vào lại em ơi, em bị chậm mạng rồi. Vi Thảo bị mạng chậm rồi nhá. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. 11 nha mọi người. Mai like là lô khác em ơi. 11 mai like là lô khác nha. 11 nha. 11 ạ, ai lấy mẫu này comment 11 ạ. Điền 3 mẫu. Mai về lô khác nha. Hai lô khác nhau, không giống nhau nha. Mọi người ơi, xét tiếp ạ. À. Áo phông này. Áo phông với chân váy nha. Áo phông với chân váy ạ. Ai lấy mẫu này comment 33 giúp em ạ. Ai lấy mẫu này comment 33 nhá. Chị Đường Yên ơi, comment 33 giúp em ạ. Chị Đường Yên ơi, comment theo số chứ. 33. 33 nữa cả nhà. 33. Có xem nào không? Nguyễn Thị Kim Anh hết rồi. Má ơi, comment theo số mà. Nhanh. Chép tiếp vào. Chép tiếp này. Comment theo số nha, đừng comment chép. Ai lấy mẫu này thì comment 55 ạ. Áo kiểu màu hồng đấy ạ, với quần sóc màu hồng ạ. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. Ai lấy mẫu này comment 55 giúp em ạ. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. 55 nha mọi người. 55 ạ. Đường Yên được nha. Mọi người ơi, váy xòe ạ. Họa tiết hoa. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Xòe đây ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. 77 nha mọi người.
mỗi người comment 77 giúp em ạ. Mẫu này 77 ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. 77 nha mọi người. 77 ạ, cực xinh quá, chất đẹp ạ. Đương nhiên được nha. Một mình nó nè. À, giống dài đấy. Rút lại thì xem còn gì không. Mọi người ơi, váy váy khoét một bên vai ạ, à, kiểu bồng bềnh ạ, à. Ai lấy mẫu này? Thả tóc xuống em. Ai lấy mẫu này thì comment 99 ạ, à. 99 giúp em ạ, à. Ai lấy mẫu này comment 99 ạ, à. Kiểu trễ vai đây, khoét vai đây nha mọi người, 99 ạ, à. Tay bồng đi tiệc cực đẹp luôn ạ, à. Ai lấy mẫu này comment 99 giúp em ạ, à. Cực xinh ạ, à. Ai lấy comment 22 giúp em ạ, à. 22 ạ, à, có một. Okay. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ, à. 22 nha mọi người, 22 ạ, à. Ai lấy mẫu này comment 22 nha cả nhà. Cực xinh luôn ạ, à. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ, à. Kim Anh được ạ, à. Mọi người ơi, váy cúp ngực màu trắng ạ, à. Ai lấy mẫu này comment 44 giúp em ạ, à. Váy ren cúp ngực màu trắng ạ, à. Váy ren cúp ngực màu trắng nha mọi người. Ai lấy comment hạ 44 ạ, à. Kim Anh ạ, à. Chị Kim Anh được nha mọi người. Xét nha mọi người. Xét ạ, à. Áo kiểu ạ, à, quần cùng màu ạ, à. Áo kiểu và quần nhá. Ai lấy comment 66 giúp em ạ, à. Ai lấy comment 66 ạ, à, 66 nha mọi người. Ai lấy comment 66 ạ, à. Kim Anh được ạ, à. À, 66 chị Kim Anh ơi, 66. Cái gì nữa? Con này không ạ? Hai cái này vào cái quần dài. Để xong. Mọi người ơi, váy dây trắng ạ, à. Ai lấy comment 88 ạ, à. Ai lấy comment 88 nha cả nhà. Váy dây trắng mặc đi tiệc đi prom 88 nha mọi người. 88 nha mọi người, 88 ạ, à. Kim Anh, em có thấy không? Nhanh nha. Một chiếc váy xòe ren khác ạ, à. Ai lấy comment 99 ạ, à. Ai lấy comment 99 giúp em ạ, à. Thấp xuống em ơi, trói kìa. Ai lấy comment 99 ạ, à. Thấp xuống đi. 99 nha mọi người, ai lấy comment 99 ạ, à. Kim Anh, Kim Anh ạ, à. Váy hoa nhí ạ, à. Váy xòe hoa, ai lấy comment hạ 11 giúp em ạ, à. Comment 11 ạ, à. Ai bị lấy chậm comment... mạng em ơi, chưa đọc mà thấy bấm mà thấy số là bị chậm mạng rồi. Ai lấy comment 11 ạ, à. Ai lấy comment 11 ạ, à. 11 cực xinh luôn nha cả nhà, 11 cực xinh luôn nha. 11 xa lên, xa. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ, à. 11 nha. 11 ạ. Mọi người ơi, một chiếc cúp ngực màu hồng nữa ạ. Cái này vải trơn nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 33, ai lấy mẫu này comment 33.
cúp ngực màu hồng nha mọi người. Một chiếc cúp ngực màu hồng ạ. Ai lấy comment 33 ạ? Comment 33 ạ. Kim Anh. Ai lấy món này comment 33. Kim Anh được nha. Chị cần đồ đi em. Set ạ. Set màu trắng ạ. Gồm quần short đây ạ. Áo kiểu ạ. Ai lấy comment 55 ạ. Ai lấy mẫu này comment 55 nha mọi người. 55 ạ. Set vào quần short áo kiểu ạ. 55 Vi Thảo ạ. Ở không. Đâu 33 Kim Anh được. 55 chị Kim Anh được ạ. Mọi người ơi, lại trước cái này, mọi người ơi, lại trước cái này, ai chưa được thì comment nhá. Ai lấy cái này thì comment 66 giúp em ạ. Comment 66 nha mọi người. 66 ạ. 66 ạ. Ai lấy mẫu này comment 66 ạ. 66 cho cả nhà, ai chưa có thì comment lại nhá. Mày giống mẫu lúc nãy ấy. Comment 66 ạ. Ai lấy mẫu này comment 66 ạ. 10.000 đáng mới. 66 xòe mặt cực xinh luôn, đi tiệc đi các kiểu luôn ạ. Bò xanh á? Không nha. Ai lấy món này comment 66 nha cả nhà. 66 ạ. 66 nha. Ai comment trước mình đọc tên trước nha. Vi Thảo ơi, chị thấy em comment sau ấy. Cái mẫu này comment 88 ạ. 88 nhá ở nhà. 88 để buộc eo sau lưng nhá. Cái buộc eo sau lưng nhá. Buộc nơ ở sau lưng ạ. Anh lấy comment 88 ạ. Kim Anh được nhá. Anh lấy mẫu này comment 22 giúp em ạ. 22 nha mọi người. Kể caro chân váy màu xanh lá cây đậm ạ. Ai lấy comment 22 giúp em ạ. 22 ạ. 22 có nơ tắt ở đây nhá. Ai lấy comment 22 ạ. 22. Comment 22 giúp em ạ. Ai lấy comment 22 ạ. 22 nhá cả nhà. 22 ạ. Cả nhà. Áo phông rất áo phông trắng in hình họa tiết với lại chân váy màu vàng ạ. Có túi ở đằng sau. Nhiều quá. Ai lấy comment 44 giúp em ạ. Và đường nhiên kia tưởng đi úp bác nhiều quá chứ. Sóc đĩa chứ. Ai lấy comment 44 ạ. Ai lấy món này comment 44 nha mọi người. Ai lấy món này comment 44 nha. Áo phông với chân váy vàng ạ. Kim Anh sẽ nhạc. Đấy là kia rồi, nhạc nó nhanh nhở. Mọi người ơi, xét tiếp ạ. Xét cực đẹp luôn nha. Áo phông trắng này với chân váy rất là nghịch luôn ạ. Ai lấy comment 66 ạ. Ai lấy comment 66 nha. 66 ạ. 66 nha ở nhà. Ai lấy comment 66 ạ. Ai lấy comment 66 nha ở nhà. Cực đẹp, cực xinh luôn ạ, à, kiểu à, năng động ấy ạ. À. Kim Anh được. Váy họa tiết đây ạ, à. Ai lấy comment 88 ạ. À. Xòe ạ, à, xòe ở dưới nha mọi người, ai lấy comment 88 ạ. À. Cho cái đi. Cứ ai ngồi ấy chém gió xong rồi cho cái đi. Ai lấy comment 88 ạ. À. 88 nha mọi người. Hết rồi bà ơi, đầy mẫu đẹp, tí đợi tí nữa nhá. Ai lấy comment 88 ạ. 88 ạ. Ai lấy mẫu này comment 88. Mọi người comment 88 nha. Mà có mỗi quần không. Đây là một xét còn nhiều chuyện một xét không. 88 không ai lấy à. Váy hoa đây ạ. Ai
Ai lấy mẫu này comment 99 ạ. Váy hoa nha mọi người, ở đây là giả giả set này. Ai lấy comment 99 ạ. Kiểu cắt xẻ ở đây này, ai lấy comment 99 nha. 99 Kim Anh ạ. Kim Anh. Cái này cũng không à. Bao nhiêu quần áo để cắt mặc mà chết à. Mọi người ơi, váy ren trắng ạ. Ai lấy comment 11 giúp em ạ. Ai lấy comment 11 nha. Cực xinh luôn ạ. Ai lấy comment 11 ạ. Váy ren trắng ạ. 11 nha mọi người, 11 ạ. 11 ạ. 11 Đường Yên. Váy jean ạ, à, ai lấy comment 33 ạ. Ai lấy comment 33 ạ. Tay pha gen nha mọi người. Tay gen ạ, à, pha với gen nha mọi người. Ai lấy comment 33 nha. Ai lấy comment 33 ạ. Khóa ở đằng sau ạ. Cô xinh luôn. Comment 33 ạ. Mọi người yếm ạ. À. Yếm kaki màu đen ạ. À. Kết hợp với áo phông trắng ạ. À. Áo phông trắng. Ai lấy comment 55 ạ. À. 55 nha chị Đường Yên ơi, 55 ạ. À. 55 nha cả nhà. Yếm ạ. À. Ai lấy comment 55 nha. 55 ạ. À. 55 nha cả nhà. 55 ạ. À. 55 Kim Oanh. Đường Yên được chứ. Ờ Kim Oanh. Chị Kim Anh được nha mọi người. Xét tiếp ạ. À. Xét váy và quần 77 ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 77 cổ V nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 77 nha. 77 ạ. 77 Kim Anh. Chị Kim Anh được nha mọi người. Váy xòe màu xanh nhạt ạ, à, cổ bẻ ạ, à, rất là bánh bèo luôn ạ, à. Ai lấy comment 99 ạ. À? Ai lấy comment 99 nha, xòe nhẹ này. 99 nha mọi người, ai lấy mẫu này comment 99 ạ. À? 99, Kim Anh. Không phải là mạng đâu, còn phải comment nhanh, mọi người thích thì phải comment luôn, chứ đợi lên giá comment thì lúc đấy chào mừng mọi người là phải rồi. Một một ạ, à. Ai lấy mẫu này comment 11 giúp em nha mọi người. 11 mọi người nha, 11 11 nha cả nhà. 11 ạ, ren vàng ạ, à. 11 mặc thật nổi luôn ạ. Nổi áo. Ai lấy comment 11 ạ. Kim Anh. Ai lấy mẫu này comment 33 giúp em ạ. Chị cài cái gì bảo Ngọc bảo đi. Đừng nghe cái gì là Ngọc bảo đi. Ai lấy mẫu này comment 33 ạ. Ai lấy ạ? Bảo Ngọc. Mọi người ơi, váy hồng ạ, à, cực xinh luôn ạ. À. Váy hồng cực xinh nha mọi người. Ai lấy comment 55 ạ. À? Ai lấy comment 55 nhá. 55 55 ạ. À. Ai lấy mẫu này comment 55 ạ. À. Ở trên là du thun, ở dưới là kiểu váy lưới ạ. À. Váy lưới màu hồng ạ. À. Cái váy lúc nãy mụ bảo Ngọc có bảo là để cho mụ về mặc ngủ. Cái váy lúc nãy là bảo Ngọc nhắn tin cho em là bảo để cho mụ về mặc đi ngủ. Khổ. Mọi người ơi. Nhà của ai? Kim Anh. Trễ vai ạ. À. Trễ vai mà. Cái này này. Bảo Ngọc bảo là cho bà em về mặc đi ngủ. Là em để luôn. Khổ thân tôi. Ai lấy mẫu này comment 99 ạ. À. Trễ vai kẻ caro ạ. À. Kẻ ngang 99. Ai lấy mẫu này comment 99 ạ. À. 99 nha mọi người. 99 nha à nhá. 99 nha. Đấy, bà Ngọc bảo em là để cho bà mặc đi
comment 22 ạ. 22 nha mọi người. Nên là chưa dơ cho bán mặc đi ngủ rồi. Kiểu váy body ạ. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Tay lỡ nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Phong cách mà ngủ Ngọc như vậy mà. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Để dọa chồng là chính ấy mà. 22 ạ. 22 nha nha. Body nha. À, còn đến. Cái này có 3 màu nhá. À, hồng này, đen và trắng. Mọi người comment là màu cho mình nhá. Hồng, đen và trắng. Đen và trắng ạ, set ạ. Comment theo màu hồng, đen và trắng. Set ạ, set áo cổ V với quần này. Hồng, đen và trắng ạ. Có hồng, đen và comment trắng. Comment theo màu nhá cả nhà. Hồng, đen và trắng. Comment theo màu ạ. Hồng, đen, trắng. Kim Anh là hết luôn. Ui. Cái gì đây? Bộ một sắp gì? Một sắp bên này đúng không? Bộ bên này là 2 năm cái đúng không? Không, không lấy cái bộ đâu. Cái nhà anh bán mà. Mọi người ơi, váy ạ. 77, ai lấy mẫu này comment 77 giúp em nhá. Ở bên quá trong. Quá nhiều mẹ, trời ơi. Ở bên trong là váy trơn trắng này. Cái này em chia bác chị một cái nhá. Chia đều hàng đẹp nhá, chia đều nhá. Khổ cho mỗi người một cái nhá. Ok không? Rồi, thơm ngon, mọi người thử một tí nhá. Có ai nhỉ? 77 à, Kim Oanh này có Đường Yên với cả chị Bảo Ngọc nhá. Cho mỗi bà một cái nhá. Thơm ngon, mọi người thử một tí. Ai lên mẫu này comment 77 ạ. Cái bà kia bảy cái gì đây? Không nói bậy chứ. Ai lên mẫu này comment 77 ạ. Bó tay luôn, nói bậy cái gì không biết nữa. 77, ai lên mẫu này comment 77 nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Ok ok. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ. Ai lấy mẫu này comment 77 nha mọi người. Rồi. Ai lấy mẫu này comment 77 nha. Ok. Xét tiếp ạ. Áo kiểu với chân với quần sóc màu xanh nha mọi người. Set áo kiểu nhá. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. 11. Set 11 nhá cả nhà. Ai lấy mẫu này comment 11 nhá. 11. 11 nhá cả nhà. Chất vải cực mát luôn, đương nhiên. Ngồi cạnh cục wifi đây nhá. Nhanh. Hôm nay sao không mặc áo à? Bị rơi rào. Không có. Xét tiếp mọi người ơi. Quần sóc xám này. Quần sóc và áo nhá. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Comment 22 ạ. Ai lấy mẫu này comment 22 nha cả nhà. Ai lấy mẫu này comment 22 nha. Kim Oanh. Tiếp. Xét tiếp ạ. Ai lấy cái mẫu này comment 33 ạ. Quần màu xám nhạt ạ. 33 nha cả nhà. 33. 33 nha. 33 Đường Yên. Nhanh nhanh nhanh.
Máy màu xanh ạ, ai lấy comment 5 năm ạ? Xả 33, ok. Có hai màu là màu trắng với màu xanh ạ. Hai màu trắng xanh nhá. Ai lấy comment trắng hoặc xanh ạ? Lấy comment trắng hoặc xanh nhá. Ai lấy comment trắng hoặc xanh ạ? Comment trắng hoặc xanh nhá cả nhà. Kiểu dạng đuôi cá ạ. Xẻ nhẹ đây này. Trắng đương nhiên trắng. Có ai lấy xanh không? Còn xanh có ai lấy không? Đi. Váy xuề họa tiết ạ, à? Ai lấy comment 5 năm ạ? Váy xuề họa tiết, ai lấy comment 5 năm? 5 năm nha cả nhà. 5 năm nha mọi người. 5 năm ạ. Xòe to nha. Ai lấy mẫu này comment 77 ạ? Ở trên là kiểu dạng áo. Vẫn được mà chị, vẫn được mà. 55 đúng không? Đọc số gì 55 ạ? Đường Yên được nha. Được rồi, Bình Thường, Bình Thường ơi. Cái này với cái đấy. Một set nữa mọi người nhá. Áo phông ạ. Đọc số ấy. Ai lấy comment 77 ạ? 77 nhá. Cái này là thô, vải thô. Ai lấy comment 77 ạ? Cực đẹp luôn, 77. 77 ạ. 77 nhá cả nhà. Nhòe ạ. Bảo Ngọc. Chị Đường Yên comment gì đây? Mọi người ơi, dạng yếm ạ. À. Ai lấy comment 99 giúp em nha mọi người. Áo trễ vai kiểu yếm liền đấy ạ. À. Cái này là dạng yếm liền ạ. À. Yếm nha. Cực xinh luôn. 77. Trời ơi, không phải chị trước đâu. Trên màn hình này. Đây chị nào được cái này ạ? Em đọc số bao nhiêu? 99 ạ. Thấy chưa, không phải mà. Tiếp đi. Cái này là cái váy hoa này. Để ý vào nhá. Em đọc này bao nhiêu đấy? Đọc lung tung rồi đấy. Lại cái này. Mọi người ai lấy cái này thì comment yếm ạ. À. Em quên mất số rồi ạ. À. Ai lấy cái này comment yếm nhanh giúp em ạ. À. Comment yếm nhanh giúp em với ạ. À. Bị sai rồi mọi người. Comment yếm lại giúp em nhá. Ai lấy cái này comment yếm lại nhá. Ai lấy mẫu này comment yếm ạ. Sao thế Thu Trinh? Ai lấy mẫu này comment yếm giúp em với ạ. Comment yếm nha mọi người. Comment lại yếm nhá. Váy trễ vai màu hoa. Váy trễ vai ai lấy comment 11 giúp em với ạ. 11 nha mọi người. Ai lấy mẫu này comment 11 ạ. 11 nha cả nhà, 11. Trễ vai ạ. 11 ạ. Váy trắng ạ, à. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. À. 22 nha mọi người. Ai
ai lấy mẫu này comment 22 nhá. Ở trên phần thân này là thun ạ, cho còn chân váy là kiểu màu trắng kiểu dạng công chúa ấy ạ. 22 ạ, ai lấy mẫu này comment 22 ạ. Ai xấu, ai xấu, ai xấu. Ai lấy comment 22 ạ. 22 nhá. 22 nha cả nhà. Ai lấy mẫu này comment 22 ạ. 22 mọi người nha. Xét tiếp nè. Chân váy ạ. Chân váy và áo nè. Cứ xinh luôn. 44 ạ, ai lấy mẫu này comment 44 nha mọi người. 44 nha cả nhà. 44. Rồi tôi nói món này vào lại mọi người nhá. Tôi nói món này vào lại nhá. 44 nè. Tôi nói món này vào lại nhá. 44. Kim Oanh. Ok. Tắt đi chị với. Kết thúc của chị với. Tắt đi vào lại mọi người nhá. Vào lại luôn nè.